Kênh Lân Lạc Tây Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiển bonsai Xuân Thí, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiển bonsai Xuân Thí. Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là Tây Cao Bonsai á. Hôm nay quay trở lại vườn kiển Xuân Thí của em. Thì hôm nay em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình nhiều giống ha. Hôm nay em có cóc, có hải châu, sông cầu ha. Quý cô chú anh chị cũng có nhiều giống ha. Thì cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu mến ủng hộ cho em ha, liên hệ với em qua số điện thoại 0967634263 để được tụi em tư vấn và chốt đơn nha quý cô chú anh chị. Dạ, đầu clip của em là một cây hải châu sông cầu lá rí ha quý cô chú anh chị. Cây này đang cho một cây trái xum xuê luôn quý cô chú anh chị ơi, đẹp quá chừng luôn. Trái chùm chùm luôn quý cô chú anh chị. Đang ra một cây trái luôn, rất là đẹp ha. Em xin phép ra thông số cho mình ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là được 58 ha quý cô chú anh chị. 8.000 từ đây qua đây là được 49. Hoành thăng là được 10 ha quý cô chú anh chị. Đây cho một cây trái luôn nè. Trái một chùm chùm hết trơn quý cô chú anh chị. Cây này mà nó chín một lượt là đỏ gực cây, rất là đẹp ha. Rồi, cây mã số 1, cây hải châu này em giao lưu với mình 2.300.000, em bao ship ha, bao gồm chậu cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi, em qua mã số 2 ha. Mã số 2 là một cây cốc gừng ha. Cây này rất là quái cây nha quý cô chú anh chị. Cốc bên em là đặc sản ha, bên em có rất là nhiều cốc. Quý cô chú anh chị nào muốn mua số lượng lớn hay là muốn tham khảo nhiều dáng khác thì cứ liên hệ với bên em để bên em tư vấn cho mình ha. Nó có một dòng đế luôn. Nó đang ra bông ra trái nè quý cô chú anh chị. Cái em đã ghép rồi cho mình ha. Ghép cốc thái á. Em xin phép đo ha. Đo từ cái đỉnh của cái thân này nè xuống tới đây là được 37 ha quý cô chú anh chị. Hoành đi. Hoành ngay cổ này đi. Hoành ở vị trí này là 16 ha cô chú anh chị ơi. Em đo nguyên cái vòng tròn lớn này chỗ này cho mình xem ha. Nguyên cái củ này là được 59 nha quý cô chú anh chị. Đây. 59 ha. Rồi. Đây nó ra đang cho một cây bông này. Chuẩn bị ra trái quý cô chú anh chị. Rất là đẹp ha, cây này rất là quái cây ha. Đây em quay một vòng nữa cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Cây số 2, cây cốc em giao lưu với mình là 2.500.000, em bao ship bao gồm chậu cho mình luôn ha. Quý cô chú anh chị nào mà mua cây bên em á, nếu mà thích cây không mà không lấy chậu bên em vẫn bán ha, bên em sẽ bớt tiền cho mình ha. Cô chú anh chị cứ liên hệ với em để tụi em tư vấn thêm nha. Rồi, tiếp theo mã số 3 ha. Mã số 3 cũng là một cây hải châu sông cầu lá rí luôn. Bên em hải châu cũng rất là nhiều ha quý cô chú anh chị, nó cũng đang cho ra trái rất là nhiều nè. Cây này giống dáng phụ tử. Có cây con nữa, rất là đẹp ha. Em xin phép đo ha. Từ đọt cây cho tới bầu đất, cây này là 81 ha. Cây nhỏ là 29. 8.000 của cây lớn này là được 33. 8.000 của cây nhỏ là được 22 ha. Hoành thân của cây lớn là được 10 ha quý cô chú anh chị. Hoành thân của cây nhỏ là được 8 ha. Rồi. Đây nó đang cho ra trái nè. Trái đỏ hết trơn. Hải châu. Cây này rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Dáng phụ tử ha. Rồi, cây mã số 3 hải châu em giao lưu với mình 2 triệu ha. Em bao ship bao gồm chậu cho mình luôn ha cô chú anh chị. Đây, tiếp theo. Cây số 4 là một cây dúi ha. Đây. Cây này còn được gọi là hoàng anh mộc nữa ha quý cô chú anh chị. Em lật hết lá cho mình thấy rõ xương tàn của nó nè quý cô chú anh chị. Tàn khích gịch ấm hỉnh hết trơn luôn ha. Cây nó rất quái luôn nè. Đây. Đế rất là quái cây luôn. Nhìn nó khéo lắm ha quý cô chú anh chị. Em xin phép đo thông số ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 27. 8.000 từ đây qua đây là được 37 ha quý cô chú anh chị. Rồi hoành em đo đâu ta. Nó đo nguyên cái củ này luôn ha. Đo hoành đế cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Dạ, nguyên cái hoành đế nó được 35 nha quý cô chú anh chị. Đây em đo cho mình. Được 35. Rồi. Mã số 4, cây dúi này em giao lưu với mình là 1.400.000 ha. 1.400.000 em bao ship toàn quốc cho mình ha. Rồi. Em xin đổi cây ha quý cô chú anh chị.
Rồi tiếp theo là mã số 5 ha quý cô chú anh chị. Số 5 là một cây sung ha, sung trái đang cho một cây trái luôn nè quý cô chú anh chị. Quá trời trái luôn. Sung mà nó có trái rồi là có trái quanh năm ha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo thông số ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 40 ha. Tán ngang của nó là 36 ha quý cô chú anh chị. Hoành của nó em đo vị trí này là 10 nè. 10. Rồi. Mã số 5 cây sung em giao lưu với mình là 800 nghìn ha. Cây sung này có đường co lắc uyển chuyển, rất là khéo cây ha quý cô chú anh chị. Sung nó đang cho một cây trái, trái bự bự không luôn nè. Thường cái giống sung mà nó đã cho ra trái rồi thì sẽ cho ra trái quanh năm luôn ha. Rồi. Em xin phép đổi cây ha. Qua cây số 6 quý cô chú anh chị ơi. Cây số 6 là một cây ổi lê ha. Cây này đường co lắc uyển chuyển, cũng khéo cây lắm luôn ha quý cô chú anh chị. Đây, cái co lắc chỗ này da cây ổi láng mịn, không có sằn sùi gì hết ha. Cái này về mình bấm đọt là ra trái rồi đó quý cô chú anh chị. Dáng bay nó cũng khéo cây quá chừng luôn. Từ cái thân cho tới cái đọt này là 51 ha quý cô chú anh chị. Tán ngang từ đây qua đây là 50 quý cô chú anh chị. Hoành thân em đo vị trí này đi. Dạ, hoành thân vị trí này là 11 ha cô chú anh chị. Em đo cái co lắc chỗ này cho mình xem ha, để mình hình dung coi nó bao lớn ha. Dạ, cái co lắc chỗ này là 42. Đây. Rồi. Cây ổi lê này em đang để trong một cái chum cắt nghệ thuật lắm ha quý cô chú anh chị. Rồi em giao lưu với mình 3 triệu ha. 3 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum này cho mình luôn ha. Cây rất là khéo cây quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép đổi cây ha. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 7. Là một cây si đọt xanh ha. Cây này xương tàn ấm hỉnh hết quý cô chú anh chị, đều tàn hết trơn ha. Đọt ra đều hết trơn. Cây rất là khéo cây. Đế lùng lực ha quý cô chú anh chị, một bệ đế luôn. Rồi em quay cho mình xem ha. Rồi em đo thông số ha quý cô chú anh chị. Từ bầu đất cho tới đọt cây là được 35 ha. Tán ngang từ dưới qua đây là được 45 quý cô chú anh chị. Hoành thân này thì nó không biết đâu sao em đo nguyên bệ đế ha quý cô chú anh chị. Nguyên cái cụm đế này cho mình xem thử nha. Được bao nhiêu ta? Dạ nếu nguyên bệ đế này được 55 ha quý cô chú anh chị. Cái thân đây nha. Rồi, cái thân nó hoành ở vị trí này là được 17 nè quý cô chú anh chị, 17. Rồi. Mã số 7, cây si đọt xanh này em giao lưu với mình 2 triệu rưỡi ha, em bao ship toàn quốc ha. Cây này rất là lùng lực, rất là khéo cây quý cô chú anh chị, 2 triệu rưỡi em bao ship bao gồm chậu cho mình luôn ha. Rồi, tới mã số 8. Mã số 8 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha quý cô chú anh chị. Cây lùng lực ha. Cây này cũng dáng thú nè quý cô chú anh chị. Giống như thú nằm ha, hai cái chân trước hai cái chân sau nè. Xương tàn thì cũng tương đối ấm hết rồi ha cô chú anh chị. Cũng già cây rồi ha. Nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 8. Em xin phép ra thông số luôn à. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 30. Tán ngang lớn nhất của nó là 41 ha quý cô chú anh chị. Hoành. Hoành em đo vị trí này ha. Hoành vị trí này được 17 ha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 8 cây nguyệt quế lá sắn bông chùm dáng thú này em giao lưu với mình 1.200.000 ha. 1.200.000 em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp tục ha quý cô chú anh chị, tiếp tục là một cây mã số 9, một cây hải châu ha, sông cầu lá gí, đang cái dáng danh nhân nó có cái đường co lắc cũng khéo cây lắm quý cô chú anh chị. Để cho một cái chùm cắt rất là nghệ thuật ha. Đây, nó đang cho trái rất là nhiều luôn nè quý cô chú anh chị. Cây nhỏ mà trái xum xê một cây luôn ha. Em xin phép đo thông số ha quý cô chú anh chị. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 36 ha. Tán ngang của nó là được 29 ha quý cô chú anh chị. Hoành thân em đo được 6 ha. Đây. Hoành thân được 6 ha cô chú anh chị. Rồi. Cây hải châu này cũng nhỏ nhưng mà khéo cây lắm ha cô chú anh chị ơi. Rồi. Mã số 9 cây hải châu này em giao lưu với mình là 1.200.000, em bao ship bao chậu toàn quốc cho mình ha. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Một cây lộc vừng ha, một cây lộc vừng dáng đổ đổ bay bay ha quý cô chú anh chị. Nó đang để cho một cái chum cổ cắt nghệ thuật lắm ha quý cô chú anh chị. Chum cổ này đi sưu tầm cũng cực lắm đó. Rồi em xin phép đo chiều bay của nó ha, từ thân
cho tới đọt là được 43 hết cô chú anh chị. Tán ngang là được 35. Hoành thân của nó đo vị trí này đi. Vị trí này là vị trí nhỏ nhất nha quý cô chú anh chị, là được 6,5 hết cô chú anh chị. Em đo ngay cái co bự nhất cho mình xem luôn ha. Co bự nhất nó được 14 ha. Cây này đường co lắc léo cũng khéo cây lắm ha cô chú anh chị. Cây này nó đã từng ra hoa rồi mà nó rụng hết rồi đó quý cô chú anh chị. Cây lộc vừng này đã ra hoa rồi ha. Rồi. Mã số 10 cây lộc vừng em giao lưu với mình là 900.000, em bao ship toàn quốc ha, bao gồm cái chậu này cho mình luôn ha. Đang cái chậu đang để cho một cái chùm rất là nghệ thuật quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11 là một cái cốc gừng ha. Cốc bên em rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm cốc á, liên hệ với em để bên em tư vấn cho mình thêm nhiều cái mẫu cốc khác ha. Cây này có đường co lắc ở đây nè, rất là khéo cây luôn quý cô chú anh chị. Em xin phép đo từ cái đây chiều bay của nó đi ha, là được 39 nha quý cô chú anh chị. Em đo cái củ bự nhất của nó ở đây là được 32 ha. Cái cổ nhỏ ở dưới này, hoành ở dưới này đi, là được 12 ha, gần 12 cốc. Rồi về mình ghép cốc thái vô ha, là nó ra nguyên một cây cốc luôn, rất là đẹp. Đang để trong cái chum cắt nghệ thuật lắm ha. Này thì chum bên em cũng là sản xuất rồi à, cắt luôn. Quý cô chú anh chị nào thích thì lấy nha, nguyên cái chum luôn cũng được. Còn quý cô chú anh chị nào có chậu rồi chỉ lấy cây thôi thì bên em vẫn bán nha. Thì cứ liên hệ với em để bên em tư vấn thêm cho mình ha cô chú anh chị. Rồi mã số 11 cây cốc gừng này em giao lưu với mình là 2.200.000, bao gồm cái chậu ha, em bao ship toàn quốc cho mình ha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây ha. Qua mã số 12, mã số 12 cũng là một cây cốc gừng luôn nè quý cô chú anh chị. Cây này thì cũng đang để trong một cái chum ha. Đây cây này cũng quái cây lắm quý cô chú anh chị, cốc bên em là quái quái không luôn ha. Em đo từ cái chiều đổ nó theo cái hướng đọt đi ha. Từ dưới đọt này lên tới thân là 39 hết cô chú anh chị. Cái co lắc chỗ này, em đo cái co lắc chỗ này là được 22 hết cô chú anh chị ơi. Cái hoành ở ngay cái đọt cổ này đi, là được 11 đó cô chú anh chị. Rồi cây cốc này nó cũng quái cây lắm hết cô chú anh chị. Về mình ghép cốc thái vô ha, cái nó sủ xuống một cây cốc luôn, rất là đẹp, rất là quái ha. Thì cây mã số 12 cây cốc này em giao lưu với mình là 1.800.000 nha, em bao ship bao gồm chậu cho mình luôn ha. Quý cô chú anh chị nào không lấy chậu thì cứ liên hệ để tụi em bớt giá tiền cho mình lại ha. Rồi em xin phép đỡ cây luôn ạ. Rồi tiếp theo ha cô chú anh chị, tiếp theo là một cây lộc vườn ôm đá ha. Mã số 13 là một cây lộc vườn ôm đá rất là nghệ thuật luôn quý cô chú anh chị ơi. Ôm tảng đá rất là co lắc ở chỗ này, nó ôm vừa khít với cái này, rất là nghệ thuật luôn ha cô chú anh chị. Em đang để trên một cái tiểu cảnh đá, làm rất là kỳ công luôn. Cái tiểu cảnh này mình có thể nuôi cá đổ trong này nè quý cô chú anh chị. Tiểu cảnh này rất là khéo ha. Đây cái cây lộc vườn ôm đá nhìn nó rất là khéo, cây có cái co lắc chỗ này nó cũng quái cây lắm ha. Rồi em xin phép ra thông số luôn ạ. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 40 hả quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 45 hả cô chú anh chị ơi. Hoành em đo được 13 đó cô chú anh chị. Cây lộc vừng ôm đá em đang để cho một cái tiểu cảnh đá. Mấy viên đá này là em lấy từ Lạng Sơn về, là đá tự nhiên chứ không phải xi măng ha, nên rất là quý hiếm hả cô chú anh chị. Cây lộc vừng ôm đá này em giao lưu với mình là 2.800.000, bao gồm cái chậu tiểu cảnh này ha. Quý cô chú anh chị nào không lấy tiểu cảnh, em lấy cây thôi thì em giao lưu với mình 1.800.000 thôi ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn hết cô chú anh chị. Tiểu cảnh đá này bên em là tự gia công luôn nên là rất là khéo ha quý cô chú anh chị, rất là đẹp, rất là hiếm hàng ha. Quý cô chú anh chị nào thích mua tiểu cảnh không, bên em vẫn bán nha. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cây hoa giấy ha, dáng liễu đổ ha, sắc pháo ha. Liễu đổ, hoa giấy Mỹ, một dáng liễu đổ sắc pháo. Đường co lắc rất là quái cây, rất là khéo luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây em quay cho mình xem được từng cái một dòng cây cho giáp cái cây ha. Rồi. Em xin phép đo thông số luôn ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 58. Tán ngang của nó từ bên đây qua là 46 hết cô chú anh chị. Hoành
Em đo vị trí này. Hoành em đo được 17 á quý cô chú anh chị. Nguyên cái vòng tròn này đi ha. Em đo cho cô chú anh chị mình hình dung ra ha. Dạ nguyên cái vòng tròn này được khoảng 63 đó cô chú anh chị ơi. Rồi. Cây hoa giấy Mỹ. Mã số 14 em giao lưu với mình là 2.200.000, em bao ship bao chậu toàn quốc cho mình luôn ha. Rồi, tiếp theo là một cây dành dành ha quý cô chú anh chị. Ở miền Nam mình còn gọi là Bạch Thiên Hương ha. Bông trắng rất là đẹp, rất là thơm luôn ha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng khéo cây co lắc. Nó uốn lượn giống như con rồng vậy đó quý cô chú anh chị ơi. Em xin phép đo thông số luôn ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 47. Tán ngang của nó là 44 hết cô chú anh chị. Cái hoành đo làm sao ta? Em đo nguyên cái bệ đế này đi cô chú anh chị ơi. Dạ, nguyên cái bệ đế này là được là 34 hết cô chú anh chị. Rồi, cây dành dành mã số 15 em giao lưu với mình là 900.000 ha. 900.000 em bao ship toàn quốc cho mình ha. Cây này nó ra bông màu trắng rất là thơm hết cô chú anh chị. Ở miền Nam mình hay gọi là Bạch Thiên Hương á cô chú anh chị. Dạ, mã số 16. Tiếp theo. Cái gì quá nè. Lá, đúng rồi. Dạ. 16 cũng là một cây dành dành hết cô chú anh chị. Cây này thì nó già hơn cây kia ha. Nên cái lá nó to hơn. Rồi. Đang để trong một cái chum cắt cũng nghệ thuật lắm hết quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo ha, từ bầu đất cho tới đọt cây. Vậy là 43. Tán ngang của nó là 45 hết cô chú anh chị. Hoành em đo ở vị trí này đi ha, là một cái nhánh của nó thôi hết cô chú anh chị. Hoành ở vị trí này là được 8. Nguyên cái bệ đế này của nó là được 32 đó cô chú anh chị. Cây dành dành mã số 16 Bạch Thiên Hương em giao lưu với mình là 1.200.000 ha. 1.200.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum đá này cho mình luôn ha. Để vô cái chum nhìn khéo cây lắm quý cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo ha cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây sung dáng bonsai ha. Mã số 17 là một cây sung dáng bonsai ha. Đang cho ra trái ha quý cô chú anh chị. Tàn chi tàn đều khích nghịch hết trơn ha quý cô chú anh chị. Cây này già ha, em gỡ kẽm hết trơn rồi quý cô chú anh chị. Dáng cây rất là khéo ha. Rồi em xin phép ra thông số ha. Ủa chết. Cổng thương dây của em. Rồi em xin phép ra thông số ha cô chú anh chị. Dạ. Từ đọt cho tới bầu đất là 64 ha. Tán ngang của nó là 50 ha cô chú anh chị. Hoành thân của nó em đo vị trí này ha. Rồi được là 23 ha cô chú anh chị. Cây này rất là già, cây em gỡ kẽm hết ha. Đang cho ra trái rất là nhiều ha. Nút nụ ra trái nè. Rất là nhiều trái luôn. Sung này thì nó rất là lâu năm hết cô chú anh chị. Dáng bonsai để là được một cây sung dáng bonsai gì thì cũng uống cành lâu lắm hết cô chú anh chị ơi. Rồi cây sung mã số 17 em giao lưu với mình 1.400.000 ha. Em bao ship cho mình bao gồm chậu luôn hết cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 18 là một cây linh sam siêu bông ha. Được thiết kế rất là độc đáo luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi. Dạ, cây này thiết kế rất là độc đáo luôn ha. Nó được thiết kế dán treo hết quý cô chú anh chị. Ông anh em nói là thiết kế theo hành tinh sao quả đó. Rất là độc đáo luôn. Để mà để được vô một cái chậu mà như vậy thì cái tỷ lệ cây chết rất là cao ha. Mà để ra được cây bông gì thì cây đó đã sống khỏe hết cô chú anh chị. Đây em quay cho mình coi ha. Quý cô chú anh chị nào mà có vàng lan hoặc là mình có ban công gì đó mình treo nó gì, cây rất là khéo luôn ha. Đường co lắc nè, rất là khéo cây luôn. Chi tàn thì đều khích gịch hết trơn hết cô chú anh chị ơi. Đang cho một cây bông rất là đẹp ha. Em xin phép đo thông số luôn nha. Cái chiều đổ của nó từ ở ngay cái miệng lu xuống tới đây là được 20 ha. Tán ngang của nó là được 52 ha quý cô chú anh chị. Hoành là được 14.5 gần 15 luôn đó quý cô chú anh chị. Cây này thì em có một cặp luôn ha. Quý cô chú anh chị nào muốn lấy hai cây thì em gửi hai cây ha. Tại thời gian clip nó cũng có giới hạn nên em lên một cây ha. Muốn lấy hai cây thì bên em vẫn có nha. Rồi. Mã số 18 cây linh sam siêu bông này em giao lưu với mình 2.000.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn ha cô chú anh chị.
Rồi em xin phép đổi cây ha. Cây này rất là đẹp luôn quý cô chú anh chơi. Rất là không đụng hàng luôn, chơi là rất là lạ luôn. Tiếp theo mã số 19 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha quý cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì lùng lực ha. Tàn tương đối ấm hết rồi ha cô chú anh chị. Rồi. Già cây ở quý cô chú anh chị. Dạ, từ bầu đất cho tới đọt cây nó là 30. 8.000 là 50. Hoành. Hoành em đo được 15 đó quý cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm thường là những cây lớn thôi quý cô chú anh chị, cây nhỏ như vậy thì rất là khó chế tác hết quý cô chú anh chị. Cây này thì em bao ship, bao chậu, bao gầm chậu cho mình luôn thì em giao lưu với mình 1.3 triệu ha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là mã số 20 là một cây hải châu sông cầu lá gí ha, cây này thì em bán giả cho mình đi ha. Cây này đang cho một cây trái rất là nhiều trái luôn đó quý cô chú anh chị, dáng thân thì co lắc cũng khéo cây lắm hết cô chú anh chị ơi. Đang để trong một cái chum cắt rất là nghệ thuật nè. Rồi em xin phép đo thông số ha. Từ đọt cây cho tới bầu đất là được 36. Tán ngang của nó là được 48 hết cô chú anh chị. Cái hoành em đo vị trí này. Hoành em đo dưới này được 7 hết cô chú anh chị ơi. Rồi, cây mã số 20 cây hải châu này thì em bán giả cho mình giá 1.2 triệu đấy quý cô chú anh chị mình chơi ha. Chứ đáng lẽ cây này 1.5 triệu là hai cô thấy là cô chú anh chị ơi. Rồi, em xin phép đổi cây luôn ạ. Cây này khéo cây lắm ha. Đang cho một cây trái rất là đẹp luôn. Và tiếp theo ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 21 là một cây me ha. Cây này rất là quái luôn quý cô chú anh chị ơi. Nó co lên 3-4 vòng rồi. Cây này rất là quái cây ha. Đây. Xương tàn thì già hết hết cô chú anh chị. Em quay một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Nó như một con sâu quắn gì đó quý cô chú anh chị. Rất là khéo luôn ha. Rồi. Em xin phép đo thông số ha. Em đo từ cái thân này của nó cho tới phía này của nó là được 33 đó cô chú anh chị. Chiều dài của cái thân nè. Rồi à. Cái tán ngang lớn nhất của nó từ đây vô đây là được 74 lận ha. Hoành thân em đo ngay cổ đi. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 18 hết cô chú anh chị. Cái co lắc ở chỗ này. Dạ. Cái co lắc ở chỗ này là được gần 28 hết cô chú anh chị. Đây. Cây này, cây me này rất là quái nha cô chú anh chị, rất là khéo cây luôn. Cây này thì em giao lưu với mình là 3.200.000, em bao ship toàn quốc, bao gồm chậu cho mình luôn ha. Rồi em xin phép đổi ha. Qua cây mã số 22, nó cũng là một cặp với cái cây lúc nãy đó quý cô chú anh chị. Thì cái cây này cây còn lại nè. Nếu quý cô chú anh chị nào lấy một cặp thì em bớt tiền cho mình ha. Đây rất là khéo cây luôn. Đường co lắc rất là uyển chuyển, rất là khéo léo hết cô chú anh chị. Để trồng được cây này thì tỷ lệ thành công rất là thấp ha. Nó ra một đang khỏe mạnh nên nó ra bông rất là nhiều luôn nè. Em xin phép đo ha. Cái chiều này gọi là chiều bay hay chiều gì em cũng không biết luôn, để em đo thử. Nghĩa là từ cái thân của nó nè ra tới đây là em đo được 42 ha. Tán ngang lớn nhất của nó từ đây xuống đây là được 47 đó quý cô chú anh chị. Hoành. Hoành em đo ở vị trí này là được 11. Rồi. Cây linh sam siêu bông mã số 22 này em cũng giao lưu với mình là 2 triệu ha. 2 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu này cho mình luôn. Quý cô chú nào, anh chị nào mà lấy hai cây thì em bớt tiền ha. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là một cây me ha quý cô chú anh chị. Cây me mã số 23. Cây này thì đường co lắc cũng quái cây lắm quý cô chú anh chị, cũng khéo cây lắm ha. Em quay cho mình xem ha. Cái co lắc chỗ này trần do luôn, rất là khéo cây luôn. Em xin phép đo luôn ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là 38. Tán ngang lớn nhất của nó là 55 ha. Hoành. Em đo được 15 hết cô chú anh chị. Đây. Cái củ của nó là được 39 hết cô chú anh chị ơi. Rồi. Mã số 23 cây me. Em giao lưu với mình là 1.4 triệu thôi ha. 1.4 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cho mình nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 24 là một cây trang ha. Cây trang lùng lực đế rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Rất là khéo đế luôn ha. Nhìn như vậy
giống như là một người lực sĩ đang giơ hai cái tay ra vậy đó, nhìn rất là khéo cây luôn. Em xin phép đo ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là được 19 đó quý cô chú anh chị. Tán ngang lớn nhất của nó là được 29 nè. Hoành thân của nó em đo vị trí này là được 13 đó cô chú anh chị. Nè, nguyên cái củ đế của nó luôn. Và được 42 đó cô chú anh chị. Rồi, cây trang mã số 24, cây này mini lùng lực đẹp lắm hết cô chú anh chị. Em giao lưu với mình 1,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu này cho mình ha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. À, sam ngọc. Dạ, tiếp theo mã số 25 là một cây sam ngọc hết quý cô chú anh chị. Cái này là hàng khai thác lũa thép hết quý cô chú anh chị. Đây nó lũa thép phía bên này. Hàng này hàng khai thác nha quý cô chú anh chị. Em đang để trên một cái tiểu cảnh đá rất là quái cây luôn ha, rất là khéo léo hết cô chú anh chị. Hàng này hàng khai thác ha. Mấy cái đá này nè, em là đá tự nhiên, em lấy từ Lạng Sơn về đó quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép đo thông số ha. Từ đọt cây cho tới ủa, nếu mà vậy em đo cái cây này luôn ha. Dạ, chiều cao là từ đọt cho tới bầu đất là 50. Hoành, hoành dạ là 18 nha quý cô chú anh chị. Hoành được 18 nha. Tán ngang của nó là được 27 đó cô chú anh chị. Cây sam ngọc này em giao lưu với mình là 1,2 triệu ha. 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái tiểu cảnh này cho mình luôn ha. Đang để một cái tiểu cảnh rất là hợp cái cây luôn đó quý cô chú anh chị. Hàng này hàng khai thác nó lũa thép nhưng mà cây sống khỏe bình thường ha. Rồi, em đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 26 là một cây hải châu sông cầu lá gí hết quý cô chú anh chị. Cây này nhỏ nhưng mà khéo cây, rất là già cây ha, đang cho ra trái nè quý cô chú anh chị ơi. Em xin phép đo thông số luôn ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là được 36 đó cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 31. Hoành thân của nó là được 10 hết cô chú anh chị. Rồi, hải châu sông cầu lá gí ha. Cây này đang cho ra trái. Cây này nó nhỏ, nó khéo cây lắm ha. Nó nhỏ mà nó già, nó đang cho ra trái này. Cây này thì em giao lưu với mình 600 ngàn thôi. 600 ngàn em bao ship bao chậu toàn quốc cho mình luôn ha. Rồi, tiếp theo là mã số 27 là một cây cốc gừng. Cây này thì cái đường co lắc cũng quái cây lắm quý cô chú anh chị. Nó đang ôm vừa khít cái miệng chậu luôn nè. Đang cho ra tược non rất là nhiều luôn ha. Rồi em xin phép đo luôn ha. Từ cái miệng chậu cho tới cái đọt cây đi là được 55 ha. Hoành ngay cổ ơi. Hoành em đo vị trí này là được 17 hết cô chú anh chị. Nguyên cái vòng tròn bể đế này em đo với cho mình là được 59 đó cô chú anh chị. Rồi, mã số 27 cây cốc gừng này em giao lưu với mình là 1,2 triệu ha. Em bao ship bao gồm cái chậu cho mình ha, bao toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo mã số 29 là một cây linh sam, hàng khai thác ha quý cô chú anh chị. Ghép 86 ha, ghép linh sam 86. Hàng này hàng khai thác quý cô chú anh chị. Rất là già cây luôn ha. Em xin phép đo ha. Từ bầu đất cho tới cái đọt cây là được 19 nha. Tán ngang của nó là được 30 ha cô chú anh chị. Hoành của nó em đo vị trí này đi. Em đo vị trí này là được 21 hết cô chú anh chị. Rồi, mã số 29 này là một cây linh sam ghép 86 này thì em giao lưu với mình là 700 ngàn thôi ha. 700 ngàn em bao ship toàn quốc cho mình nha. Rồi, tiếp theo mã số 28 là một cây mai chiếu thủy ha quý cô chú anh chị. Cái này thì là hàng vườn ha, bên vườn của em có rất là nhiều luôn. Cái này thì em đang lên mẫu cho mình xem. Quý cô chú anh chị nào muốn lấy số lượng lớn hay gì thì cứ liên hệ với em để được tụi em nha chụp hình cho mình ha. Dáng này thì em có rất là nhiều luôn. Thì em xin phép đo thông số luôn ha. Từ bầu đất cho tới đọt cây là được 46. Từ đọt cây cho tới chiều đổ của nó là được 64. Tán ngang của nó là được 30 ha. Rồi nó ra bông thơm quá trời thơm luôn. Một cây bông thơm quá trời thơm luôn cô chú anh chị. Hoành thì nó bằng ngón tay cái của em thôi ha. Em đo được 6,5 ha cô chú anh chị. Cái hàng mai chiếu thủy này em có rất là nhiều. Quý cô chú anh chị nào mà muốn lấy số lượng lớn thì cứ liên hệ với em ha. Mã số 28 này em giao lưu với mình là 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi,
Mã số 28 thì cũng là cây cuối clip của em luôn ha quý cô chú anh chị. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem đến hết clip ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip vui, có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở clip sau. Tạm biệt. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn kiển bonsai Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.